Kết phiên ngày 22 tháng 6, thanh khoản 11.913 tỷ giảm 3,2 điểm xuống còn 1.169 điểm. VN30 tăng 2,64 điểm lên 1.227 điểm. Đó. Khối ngoại tiếp tục mua dòng hơn 100 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Họ mua rất là nhiều FPT, HBG, STB, VGC, GMD, MBB, RE, HDG, NT2. Họ bán rất là nhiều VHM, VNM, MBKG, NVL, VIC. Ok, tự doanh. Đó. tự doanh. Tự doanh thì chưa có số liệu nhưng mà hôm qua, đúng không? hôm qua tự doanh mua dòng hơn 411 tỷ. Mua rất là nhiều Nam Kim, hbgvic GVIC, FPT, VSC, sen VNM. Hôm nay tự doanh cũng mua dòng hơn trăm tỷ nhé, mọi người các bạn có thể lên trên VSTOCK cập nhật trước. Ok, thị trường thế giới, thị trường thế giới đang sắc đỏ chiếm chủ đạo. Thị trường châu Á, Nikkei giảm 0,37%, hai giảm 1,2%. Hàn Seng giảm 2,56%, giảm rất mạnh đúng không? Kospi giảm 2,74%, rất là mạnh. Thị trường châu Âu cũng đang diễn ra sắc đỏ trên chủ đạo, thị trường Mỹ Nasdaq đang tăng 0,18%. Uh, Dow Jones giảm 0,44, S&P 500 giảm 0,23. Ok, đi sâu vào tất cả mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao và mọi người nhấn like nhé, like đi cho vui. Đối với anh Nick, à, vì anh Nick vẫn chưa tạo đáy, vẫn chưa vượt chưa tạo đáy nhưng mà nó vẫn chưa thủng cái vùng 1000 1156 đúng không? Nếu mà thủng cái vùng đó tôi đánh giá cũng phải là bình thường, đúng không? Thủng cái vùng đó cũng được. Nhưng mà quan trọng là nên đánh ở quanh cái vùng từ vùng 1100 từ vùng quanh quanh vùng 1100. Nếu mà ngày mai có một phiên giảm sốc theo thị trường thế giới đi, đúng không? Giảm sốc theo thị trường thế giới đi thì có thể rất là nhiều mã ngành sẽ có điểm mua đấy mọi người nhé sẽ có điểm mua đấy tôi nghĩ cái vùng mà một nghìn sẽ là cái điểm mua rất là tuyệt vời cho mọi người Uh, rất là nhiều mã ngành tôi, tôi xem này rồi uh, đang chuẩn bị có điểm mua rồi nếu ví dụ nó giảm từ từ thì không sao nhưng mà có rất là nhiều mã nó giảm rất sốc và và thốc cho nên là mình sẽ có điểm mua trong thời gian tới nhá mọi người nhá trong thời gian ngắn thôi sẽ có điểm mua đấy với quan điểm cá nhân của tôi nhưng mà các bạn nếu mà không tự tin thì các bạn có thể giải ngân khoảng tầm 10 20 phần trăm 30 phần trăm còn nếu bạn nào mà tự tin các bạn có thể giải ngân nhiều hơn không tùy mọi người nhưng mà tôi ưu tiên là mọi người không nên sử dụng mua gì nhá với quan điểm cá nhân của tôi là như vậy ok À, VNX thì uh, vẫn chưa tạo đáy nhưng mà nếu uh, hy vọng là sẽ test hai đáy trung hạn thành công thì sẽ ok hơn. Thì nó sẽ giống những dòng băng ví dụ STB chẳng hạn đúng không stb cho test hai đáy thành công này, đúng không? hai đáy trung hạn thành công thì sẽ ok hơn. Đúng không? Nếu mà VNX mà test được như vậy thì ok quá. Nhá mọi người nhá. Đấy, VNX mà hôm nay mà ngày mai mà test được mà tăng được, được tầm khoảng tầm một đến hai phần trăm thì tuyệt vời quá. Đúng không? Tăng một phần trăm là ok nhá. Ngày mai tăng được tầm một phần trăm là ok. Uh, hoàn toàn có thể xảy ra mọi người hoàn toàn có thể tăng phần 1% khi mà banh chứng uh, bất động sản đang như thế này thì hoàn toàn có thể tăng được như vậy và những cái dòng như kiểu dòng những cái dòng mà kinh trên ấy, nó giảm uh, biên độ khá là mạnh rồi thì cái chuyện mà nó cân bằng trở lại chuyện rất là bình thường đúng không? Còn nếu mà giảm giảm tiếp thì lại có điểm mua đúng không lại có điểm mua mọi người nhá đấy thì hôm uh, các bạn xem video của tôi thì hai video gần đây các bạn xem này à, có nên chốt lời dòng thủy sản tại sao lại mua DG ngày 20 tháng 6 nó, thì các ông mua 20 tháng 6 thì ngày mai là DG các ông ăn rồi hàng VT cũng 3 rồi nó nghe mua thứ hai nó, thì ngày mai VT cũng 3 rồi đấy thì cứ kêu lùa gà lùa vịt cái gì các ông còn mua còn tốt hơn cả giá trong nhóm đó. lùa gà với cả lùa vịt đau cả đầu cả óc khổ lắm trên này cái, cái, cái YouTube mà Ôi rồi ôi ông thì ăn thì chả nói thế kêu gì đâu nhưng mà có lớn còn còn chưa về T3. Ấy, còn chưa về T3 Ví dụ ông là ông mua mua sàn hôm 20 tháng 6 chẳng hạn thì tôi khuyến nghị mọi người mua sàn mà. Các bạn xem lại cái video ngày 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 ngày, ngày 20 tháng 6 nhá, đúng không? Tôi có khuyến nghị mọi người là mua con DG sàn. Thì các ông mua ngày 20 tháng 6 là sàn thì hôm qua, đúng không? hôm qua thì sàn nó phiên là các ông bảo ông mất bố mất 6% à 7% rồi. không Dương TCC này ăn hành rồi. Là, là, là thua lỗ rồi. Đấy đúng không? mất mẹ à, mất một cây. Thì hôm nay nó trả cho một cây thì ngày mai hàng VT3 tỷ lệ quyền của các bạn cực kỳ cao rồi, đúng không? Cực kỳ cao rồi. Nhiều ít nhất cũng phải được 3 4% đấy, ít nhất là FOMO kiểu cũng lên được 3 4% không thì ăn cây trần hay gì là liều liều hơn thì có thể giữ thêm, đúng không? Nhưng mà ít nhất là các ông cũng lãi rồi. Ngày mai các ông hàng VT3 của phiên ngày 20 tháng 6 rồi. Đấy cứ kêu lùa gà lùa vịt cái gì, lùa gà lùa vịt là phải trên cái vùng cao này này. ví dụ trên vùng 100 này uh, 100 120, 125 mà khuyến nghị các ông mua Thì đấy mới gọi là lùa gà lùa vịt Chứ Còn về những vùng này thì khuyến nghị các bạn đi lùa gà lùa vịt cái gì Các bạn xem video ngày hôm qua Tôi có phân tích mọi người rất là kỹ về tỷ lệ hôm nay dòng banh và dòng bất động dòng banh và dòng trứng tăng rất là tốt rồi. và các bạn đọc bình luận phía dưới nhé đọc bình luận phía dưới các bạn nhiều bạn phân tích các bạn hỏi han mình khuyến nghị mọi người ví dụ dòng chứng khoán hay là các thứ thì mình có khuyến nghị mọi người nên tiếp tục nắm giữ ở không? kiểu VX hay gạch đấy các bạn cứ tiếp tục các bạn nắm giữ video hôm qua tôi phân tích rất là kỹ về cái dòng chứng khoán và dòng bất động sản khuyến nghị mọi người là nên cầm đi đúng không? nên cầm đi và kịch bản của DG phân tích rất là kỹ với mọi người thậm chí trên này còn mua điểm mua tốt hơn cả trong nhóm lùa gà lùa vịt cái gì không biết trên này là YouTube thì tôi không bật quảng cáo đúng không? YouTube thì không bật quảng cáo đấy. thì bây giờ bắt đầu tăng trần thì những cái ông mà kêu lùa gà lùa vịt lại lại, lại. Đấy lặn hết. Đúng không? Đây thì ông có mua mua 20 tháng 6 thì các ông ngày mai về hàng về T3 rồi. Đấy. lúc hôm qua sàn một phiên là bắt đầu vào bình luận khiếp lắm. Nó lại kêu là mình thấy lọ thế kia rồi. cả đầu cả óc mình. và trên này là chia sẻ cho cộng đồng đấy nhá. Đấy, chia sẻ cho cộng đồng đấy. chứ chứ không phải cái gì được quyền lợi gì của các ông. Đó. nào yêu quý các bạn lì xì thì vui vẻ thôi vui vẻ thì bắt đầu cho vào nhóm thôi tôi thì tôi với quan điểm cá nhân của tôi nhé đây là chia sẻ theo quan điểm cá nhân còn tôi đầu tư nhé thậm chí bọn tôi có đầu tư là tôi muốn xây dựng một cái cộng đồng mà nhiều nhiều bạn theo tôi nhiều năm ấy. đấy muốn xây dựng cộng đồng chỉ khoảng tầm 200 người thôi đấy muốn 200 người theo tôi trong nhiều năm tôi chỉ xây muốn xây dựng đặc biệt là không phải bởi Đấy, đặc biệt không phải bởi broker xây dựng 200 người Mặc dù tại sao Lại 200 người 200 người đây là vấn đề là tin tưởng tuyệt đối Tin tôi tin tưởng tuyệt đối Đây là là tôi có một thời gian nghiên cứu và theo trong khoảng tầm ít nhất là tầm một, một năm đấy, đấy tầm 1 năm. là theo dõi những cái ông này là xem có phải broker không này. À, có tin tưởng mình không này và uh, cái bản tính của người ta như thế nào. Ê, mặc dù trong nhóm là tầm hơn 400 người nhá, hơn 400 người nhưng mà tôi dần dần tôi sẽ phải um, nghiên cứu và, và 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 theo dõi những cái người mà người ta có thể là người ta quan tâm đến mình, người ta uh, nói chuyện với mình không? Nói chuyện với mình để xem là những cái thành phần như này là có ổn hay không để theo mình trong 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 nhiều năm. Đấy, trong nhiều năm thì bắt đầu là um, xây dựng một cái cộng đồng đấy, bắt đầu là uh, đầu tư cùng nhau oh, có thể nói là tôi hay nói cho mọi, bạn, cho mọi bạn trong nhóm lâu năm có thể xây dựng cái cộng đồng giàu sang phú quý đấy uh, uh, tôi tin tưởng với cả cái khả năng của tôi nhá. tôi tin tưởng với khả năng của tôi hoàn toàn có thể mà uh, giúp mọi người được giúp mọi người không thể nói, nói chung trong đầu tư chứng khoán không thể nó chắc 100% nhưng mà có những thời điểm nhá mọi người nhá. Có, có những thời điểm các bạn hoàn toàn các bạn có thể đánh mạnh được cổ phiếu còn có những cái thời điểm mà đánh đánh tỷ trọng vừa phải thôi những cái giai đoạn này thị trường nó đau chen thì mình đầu tư tỷ trọng vừa phải thôi thậm chí mình đứng ngoài cũng được Đấy, như đầu năm đã phân tích với mọi người là năm nay kiếm ăn khó rồi nhưng mà năm nay kiếm ăn khó không nhất thiết là năm sau hay là năm 2024 2025 kiếm ăn khó những cái năm đó bắt đầu là nó vào những cái chu kỳ của cổ phiếu hoặc là kể cả các bạn đầu tư chỉ tỷ trọng vừa phải đoạn này vẫn có những cơ hội kiếm tiền cơ mà vẫn có cơ hội kiếm tiền cơ mà Đấy, ví dụ như kiểu các ông mà nghe phân tích đây cái video ngày hôm 20 tháng 6 đấy các bạn mua con DG sàn chẳng hạn thì ngày mai là có ăn rồi. Nhẹ nhàng tôi nghĩ là cái kiểu FOMO mà DG ngày mai kiểu gì đó chẳng được 3 4% nó FOMO đấu phiên đúng không? Thì các bạn thao mà các bạn bán thì thị trường thế giới thì tôi đánh giá là đây vừa đang chuẩn bị là tích cực này. Nasdaq đang tăng 0,69% rồi này, Dow Jones bắt đầu đổi chiều rồi này. S&P 500 này bắt đầu là tích cực rồi có okay, khi ngày mai thị trường của mình vẫn chưa có chưa chưa tạo đáy một mọi người nhé cho nên là cái vấn đề mà thị trường của mình tạo đáy là chuyện rất là bình thường đúng không? rất là bình thường nhá anh em nhá trên này youtube này chia sẻ uh, theo quan điểm cá nhân thôi đúng không? mọi người yêu quý chúc nhau sức khỏe là được rồi không cần vào nhóm tôi thật tôi chả cần mọi người vào nhóm nữa chẳng qua các ông lì xì đó. các ông lì xì thì mình thấy nói chung là ngày trước thì lên trên này chia sẻ theo đây, theo quan điểm cá nhân thôi nhưng mà các bạn cứ yêu quý các bạn lì xì đó. Li thì bảo thôi bây giờ thì cũng cho vào cái nhóm để các bạn nghe khuyến nghị bạn nào mà yêu quý hơn thì thì có thể là tham gia khóa học để tôi dạy cái vấn đề phân tích kỹ thuật để bé biết điểm mua điểm bán biết phân tích kỹ thuật rồi MACD các thứ để các bạn có thể mà biết được những cái yếu tố mà phân tích kỹ thuật phân tích dòng tiền để mà các bạn có thể thoát cổ phiếu khi à dấu hiệu nào là dấu hiệu phân phối dấu hiệu nào là dấu hiệu tạo đỉnh dấu, dấu hiệu tạo đáy đấy các bạn có thể phân tích và các bạn phải ôn đi ôn lại nhuần nhuyễn thì các bạn mới tham gia được thị trường đấy, như dòng thủy sản đúng không như dòng thủy sản chẳng hạn anv các bạn xem rất là nhiều video gần đây tôi phân tích là mọi người ngay cả video mấy cái video gần đây bảo mọi người này nó tăng như này thì mọi người nên chặn lại đi đúng không? nó tăng tăng này như, nên, nên, chặn, chặn lại chặn đi nó đi ngược thị trường này thì rất dễ nó sẽ quay đầu nó giảm điểm đấy dòng dầu khí thì các bạn xem này video này video ngày 16 tháng 6 này chốt non dòng dầu khí đúng không chốt non dòng dầu khí đấy còn DCM các bạn trong nhóm lâu năm và nhóm vip các bạn biết đúng không? trong nhóm vip các bạn biết là con DCM tôi chốt lời đúng đúng chuẩn chuẩn bài luôn đúng không chúng đúng chuẩn bài luôn này có phân tích rất là kỹ với mọi người trên YouTube này còn DCM tôi mua ngày 14 tháng 6 mọi người nhắc bắt đáy ngày 14 tháng 6 là về đúng tên tên cộng 3 là uy luôn đấy ông nào cũng chốt lời ông ba thì ngày ngày 20 đầu phiên ngày 20 tháng 6 là trước khi vào phiên tôi nhắn với các bạn trong nhóm Ờ, nhóm vip là bảo mọi người là cái bạn mà theo tôi lâu lắm thì bảo là ông nào mà chưa chốt uh, đi xem là chốt luôn đi đấy, bởi vì là kịch bản nó như này rồi đỉnh một này, đỉnh hai này, đỉnh ba này, đỉnh bốn này cái mẫu hình của nó là mẫu hình mà đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước cái mẫu hình này mọi người phải ghi nhớ vào nhé, ghi nhớ vào, cho nên là cái kiểu mẫu hình này rất là dễ đánh cái kiểu giống như của con nam kim ra đã trước đấy, nó, nó nó phân phối xong rồi và cái triển vọng của dòng đạm là nó không đã phân tích với mọi người rất là nhiều đó là quý một của nó là cái tôi nghĩ là cái, cái, cái mức biên lợi nhuận của nó rất là lớn rồi nó, cho nên là về xét về mặt báo cáo tài chính quý 2 ấy, thì dòng đạm tôi đánh giá nó sẽ có thể là vẫn vẫn tương đương cái quý 1 nhưng mà nó sẽ khó có thể là mà à, bằng quý 1 được cho nên là nhiều khả năng là nó sẽ giai đoạn này nó cũng khó kiếm rồi nhá khó kiếm rồi cho nên là mình cũng ăn cái nhịp này xong rồi mình thoát ra luôn à, thoát ra thoát ra luôn đấy đấy DCM đấy dòng dầu khí cũng chốt rồi nhưng mà khi mà dòng dầu khí mà tôi đánh giá mà giảm sâu như này thì tôi thì hay có tính tôi phân tích kỹ thuật cả cả cái, cái, hợp đồng tương lai brand cơ. đấy thì, thì thì, nó giảm sâu như này thì có khi là cơ hội đấy mọi người cơ hội ngày mai nếu mà ngày mai kia mà dòng dầu khí mà nó chỉnh sâu sâu là mình cũng có cơ hội mình bắt đấy chứ không phải ấy đâu nhưng mà ưu tiên những cái dòng nào mà dòng tiền nó tốt tốt một chút chứ không phải là bắt bừa đâu nhá yeah. ok thì nếu mà có điểm mua tôi sẽ khuyến mọi người mua dòng dầu khí Ê, ok quay trở lại phân tích uh, dòng bất động sản đi nhá. phân tích uh, cổ phiếu chia sẻ như vậy thôi Đấy, chứ các ông cứ lùa về lùa cứ kêu là lùa gà lùa vịt lùa cái gì các ông lùa có được cái gì đâu mà tôi lùa tôi có phải môi giới đâu không phải môi giới tôi không phải môi giới các bạn biết tôi là nhà đầu tư anh vũ cũng là nhà đầu tư không phải môi giới gì cả mọi người không phải môi giới gì nhà đầu tư chả phải môi giới gì cả nó không được hưởng lợi của mọi người khi mà mọi người mua bán liên tục chia sẻ rất là thật tâm không vấn đề gì cả Đấy, thậm chí điểm mua các bạn còn đẹp hơn cả bạn trong nhóm cơ, Đúng không? ok, à, dg, đấy, như STB đây cái gì bắt đầu tiên các bạn chẳng ăn ngon, Đúng không? À, dg, dg thì tôi nghĩ là cái kịch bản này ấy, nếu mà thị trường chung và thị trường thế giới đang diễn biến nó ổn ổn như này ấy, thì có thể là ngày mai nó sẽ là tạo đáy một đấy, Đúng không? tạo đáy một thì test được đáy trung hạn của VNX thì nhiều khả năng có, có dg có thể tăng thêm một hai cây nữa, Đúng không? một hai cây nữa nói chung là phải theo theo dõi đấy. còn nếu mà nó đánh theo kiểu mà một cây tăng trần xong rồi bắt đầu ba cây giảm sàn thì là là cũng hơi đau đầu nếu mà các bạn đang cầm nhưng mà ít nhất là những cái bạn mà mua ngày 20 tháng 6 ngày mai các bạn sẽ được phô mô còn đây cường bởi vì con này nó con này tăng trần sớm mà tăng trần từ sáng cho nên nhiều khả năng ngày mai nó sẽ được đánh phô mô thêm tầm ít nhất là phải tầm ba bốn phần trăm nếu mà ông nào mà đánh quá chắc bài thì ông cứ chốt non, Ô, ông chốt ngon ai không vấn đề gì cả nhưng mà các bạn theo dõi xem thị trường như nào chứ tại sao mình lại không dám mạo hiểm mình có thể giữ thêm cái vùng này rồi thì tại sao mình cũng lại không dám mạo hiểm đấy. về đúng cái vùng hỗ trợ mạnh của nó nó phản ứng thì nó rất là bình thường nó rất là thuần theo phân tích kỹ thuật đấy, ok nhá đấy là dòng bất động sản bất động sản thì hôm nay con đấy g thì hơi yếu nó để g thì lại hơi yếu nó lại tăng được có hai bốn mươi bốn nhưng mà vẫn thì phải theo dõi thêm chưa chắc hôm nay yếu có thể chưa chắc ngày mai yếu nhưng mà kể cả loại yếu đi cũng tạo đáy một đáy hai chẳng hạn đúng không? xong tạo đáy một đáy hai đi đánh lên thì cũng ok nhá g hôm nay dòng bất động sản nó tăng trần hết mà rất là nhiều mã tăng trần dg sell này đấy con sell này ngày mai fomo tầm kiểu gì con sell này chẳng fomo tầm năm sáu thì ông nào bắt thứ hai là chẳng có năm sáu rồi ngon rồi đấy là đánh chắc bài đấy còn nếu các bạn ông giữ thêm thì biết đâu ngày mai nó ăn cái trần thì có phải ngon nghẻ không 10% đánh có T cộng 3 Mùa ngày 20 tháng 6 đấy, video YouTube đấy Lời chưa biết là tôi đã được đồng nào đâu mà nhiều lỗ cái là bắt đầu là Lên trên này bắt đầu là kêu lùa gà với cái lùa vịt đau đầu lắm đấy, Hôm qua đấy thì các bạn biết bởi vì mình khuyến nghị trên YouTube mà Thành ra những các bạn mà thấy hôm qua giảm sàn rồi thôi hỏng thôi Dương thông TC Khuyến nghị mùa DG sale lùa gà lùa vịt đấy, Mệt hết cả đầu Lùa gà là các bạn phải lùa trên những cái vùng 100 này này Đúng không? 74, 77 này, cái vùng này Thì các bạn xem những cái giai đoạn mà video mà DG hay sell lên vùng 70, 74, 77 Các bạn biết thì cái giai đoạn này tôi phân khuyến nghị mọi người là bán Chứ không khuyến nghị mua đâu Tôi bảo mọi người là không bao giờ có chuyện mà nó bứt lên Khi mà nó chia đôi tài khoản rồi Không có chuyện mà bứt lên trong một thời gian ngắn như vậy được Nó hồi lên cái vùng 77 đấy đã gọi là rất là tuyệt vời rồi Đấy thì tranh thủ mà bán đi Đúng không? Tranh thủ mà bán đi cái vùng này là khuyến nghị bán còn cái vùng này mà khuyến nghị mua thì, thì các ông lại kêu là lùa gà lùa vịt ai mà khuyến nghị cái vùng này là làm mới gọi lùa gà lùa vịt này trên vùng 100 trăm với cả đây g đấy các bạn phải vẫn phân biệt như con flc nhá flc đấy, khi mà ngày trước uh, kênh youtube hay kênh, kênh tiktok của tôi còn ít người theo dõi ví dụ kênh kênh, kênh tiktok thì sáu hơn 60 mươi người theo dõi đúng không kênh youtube thì cũng khoảng tầm hơn bây giờ là mười mấy nghìn ngày trước thì ít thì thì anh em chia sẻ với nhau ăn FLC rất là nhiều ăn cả trăm phần trăm cơ ăn mấy nhịp nhịp cơ ăn rất là nhiều nhịp FLC đấy chả nhịp nào thua cả Đó, toàn nhịp to mùng tám tháng ba ăn trăm phần trăm mùng này ăn trăm phần trăm nhiều bạn cứ bảo phân tích FLC thì trình độ gì toàn vớ va vẩn đúng không <laughs> nhưng mà vấn đề là các bạn phải hiểu các bạn khi mà tham gia thị trường chứng khoán một thời gian dài ấy, thì các bạn phải hiểu là không có cổ phiếu xấu mãi và không có cổ phiếu nào tốt mãi cả Đấy, hbg cũng đem lại rất là nhiều sự đau buồn cho nhà đầu tư dg hay sell cũng vậy flc nếu mà các bạn chọn điểm đúng điểm mua và các bạn bán chỉ cần đúng điểm thôi không cần phải bán đúng đỉnh nhỉ, mọi người nhỉ. bán mua đúng điểm và bán đúng điểm là các bạn có có, có lời thôi đúng không? ngay kể cả con gách mọi người nhỉ. ngay kể con gách Đấy, cái giai đoạn mà cái vùng này tôi khuyến nghị mọi người mua này Đó, mua là ăn cả trăm phần trăm rất nhiều bạn ăn cả trăm phần trăm vùng này Đó cái giai đoạn mà khi mà thị trường đau chen này cái chuyện mà mã lỗ mã lãi chuyện rất là bình thường mã lỗ mã lãi rất là bình thường chả việc gì mà cái vấn đề mà phải đau đầu cả ok đây đây chia sẻ theo cái niềm cá nhân từ tôi không có lợi ích gì cho nên là mọi người nói tôi lùa gà lùa vịt thì nó, nó, buồn cười lắm không, nó, buồn cười lắm thật ra mọi tự do ngôn luận thôi nhưng mà ông nào thích nói gì thì nói nhưng mà tôi trên này thì anh em không nói được cái lời tốt đẹp gì với nhau thì tốt nhất là không nói gì đúng không còn chia sẻ thì chia sẻ hoi tử tế người ta làm công việc người ta uh, có tâm như này mà các ông này kêu lù gà lù vịt chán đời uh, chán đời thành ra là ví dụ như tôi chẳng hạn tôi thì có niềm đam mê với cả các bạn trong nhóm cũng hay là uh, khuyến khích là lên video đều đều uh, tôi thì tôi cứ tập thể dục thể thao uh, xong xuôi bắt đầu lên video uh, hôm nào mệt mệt thì thôi không lên video nhưng mà cũng cố gắng lên trên này chia sẻ kinh nghiệm với các nhà đầu tư chia sẻ cái, cái, cái kinh nghiệm nhà đầu tư. Các bạn nào có trình độ rồi thôi, các bạn không nghe cũng được. Còn các bạn nào chưa có trình độ thì hay là chưa có kiến thức nhiều trên thị trường thì các bạn uh, phần nào đấy các bạn nghe, thấy cái lời nào mà lò tai thì nghe, còn không thì thôi. Không. Ok kịch bản là như vậy mọi người nhé. Quay trở lại phân tích dòng uh, dòng bất động sản nhiều khả năng tôi nghĩ ngày mai tiếp tục có thể tăng phô mô thêm nhé. Phô mô thêm. Còn nếu mà nếu mà các bạn mà tự tin hơn thì các bạn phải theo dõi đến đến chiều là kết phiên thì mới biết là mình nên quyết định đánh như thế nào Đó. thị trường thế giới thì ổn như thế này tại sao mình lại không dám giữ nó Đây, nasdaq đang tăng đến hơn một phần trăm rồi này dow jones tăng không phải hai phần trăm này cho nên các bạn có có thể là ngày mai các bạn tôi nghĩ là các bạn vẫn giữ thêm đấy Đã giảm sâu như thế này tại sao mình không dám giữ nhỉ có giữ đi mặc dù là đây mới chỉ là tạo đáy một thôi mọi người mới tạo đáy một thôi nhé ok à, đấy là dòng phất, bất động sản phân tích một hai mã là ra thôi mà CL là DG rồi xong rồi nha Đấy, nói chung là LDG đây là bất động sản thì hôm nay tăng hết. Có SSC này thì nó con này là cái SSC này là tôi nghĩ là nếu mà đánh kiểu này thì có khi nó vẫn là một con mà chưa bị bán giải chấp giải chấp sau đấy. Có khi mà thị trường bất động sản tăng lên thì không tăng mấy nhưng mà có khi mà lúc mà bất động sản bắt đầu suy yếu SSC có thể rất là dễ đi đủ, đi đầu nước. Con này là tôi nghĩ là nó mang tính chất cơ bản cao cho nên là nhiều nhà đầu tư có thể sẽ dám sử dụng margin con này đấy nhé như dòng chứng khoán có khi nó không bị uh, sử dụng margin nhiều bởi vì là dòng này là rất là nhiều chuyên gia là những các thứ là nhận định là nó tiêu cực rồi thành ra là nhiều nhà đầu tư người ta cũng phải bán cái phần margin đi xong rồi bắt đầu về những vùng này tôi nghĩ là đa phần là tiền thịt đúng không? đa phần là tiền thịt thành ra là nó tăng khỏe hơn so với dòng bất động sản ví dụ VCI tăng 6 về uh, tăng được hai cây Đấy, hôm qua có phân tích với mọi người là dòng 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 chứng khoán kiểu gì cũng tăng được tiếp bởi vì cái mẫu hình dòng tiền nó đẹp như vậy thì kiểu gì hôm nay cũng tiếp tục tăng không Còn ngày mai thì hơi khó đấy ngày mai bắt đầu hàng về của những cái phiên T cộng rồi không? phiên bắt đáy thì cộng rồi à, lên lên trên thì nó hay bị áp lực nó bán mà thì bây giờ mà, dòng chứng khoán đa phần là mới tạo một đỉnh đó mới tạo một đỉnh VC, uh, hcm thì tạo uh, hai hai đáy rồi à mới, uh, dòng chứng khoán mới tạo một đáy không nhưng mà HCM là hai đáy rồi mọi người nhé HCM hai đáy thì, thì khả năng nó có vẫn có vẫn còn tăng thêm hôm nay tăng trần sớm đúng không? hôm nay tăng trần sớm HCM Đấy, thì các bạn nào mà đánh tích cộng thì các bạn chốt lời được tuy nhá mọi người nhá cũng cũng nên chốt lời đó cũng nên chốt lời nếu các bạn đánh, mà đánh thuần về T cộng thì các bạn chốt lời cũng được cũng được ví dụ ngày mai mà nó tăng trần ảo đi thì cũng được khoảng tầm gần 20% phần trong đánh T cộng 3 ví dụ các bạn bắt đáy ngày 20 tháng 6 chẳng hạn nó đánh thuần về T cộng 3 thì các bạn đã được gần 20% các bạn nào tự tin thì phải giữ đến hết phiên để xem những tình hình như thế nào tình hình như thế nào hoặc là các bạn nào trì hơn ấy, thì dòng uh, chứng khoán nên nếu mà xét về cái kịch bản mà đẹp nhất của của dòng chứng khoán thì ví dụ như tôi phân tích của VCI đấy nó đánh lên trên một nhịp này đấy, xong bắt đầu nó tạo cái xu hướng là đáy hai đi đấy, nó đáy hai có thể như này đấy. xong rồi đánh một cái nhịp uh, lên trên này thậm chí nó cao cao hơn này trên này một tí xong rồi bắt đầu là bắt đầu nó chuyển sang cái giai đoạn đi ngang đấy đi ngang rất là lâu đấy nhưng mà đi ngang theo kiểu xoay quay xuống mọi người nhá đấy đi ngang theo kiểu xoay quay xuống đấy thì kịch bản nó, như, nó sẽ như thế này cho nên là khi mà mình bắt đáy thì luôn luôn bắt nhịp một hay những cái nhịp giật sâu thì nó cái biên lợi nhuận nó nếu mà bắt chuẩn thì nó sẽ ok hơn còn nếu mà về sau về sau thì mình phải chọn những cái dòng mà có thể là nó về báo cáo tài chính nó tốt thì mình chọn những cái dòng mà sau hoặc là những cái dòng này nếu mà thị trường chung nó cải thiện tiện về cái mặt thanh khoản thì dòng chứng khoán nó vẫn là một trong những dòng mà tôi đánh giá cũng ổn đúng không? nếu mà cái vấn đề mà thanh khoản nó sẽ cải thiện. Oh, ok, đấy là dòng chứng khoán mọi người nhé. Phân tích một hai mã là ra hết mà như kiểu này, hôm qua phân tích với mọi người vx nó giảm, có này nhiều khả năng hôm qua hôm qua không tăng, may kiểu gì tăng, hôm nay tăng trần hết, này, các bạn xem qua bình luận ở phía dưới rất là nhiều bạn hỏi tôi tranh thủ tôi trả lời hết mọi người mà, ô oh, bất động sản này uh, rồi trứng rồi banh đúng không banh hôm qua phân tích với mọi người tôi banh nhiều khả năng tăng tăng STB này STB cũng khá là khỏe Nó không phải tăng trần thì STB đang đánh đẹp như này thì tôi nghĩ là có thể tăng thêm đấy mọi người à, tăng thêm nhé STB nhiều khả năng có thể tăng thêm đấy nhá về IB này banh cũng nhiều mã tăng trần đấy STB thì đang là một trong những mã khỏe nhá test test đáy hai đáy trung hạn nữa thì mẫu hình cũng rất là ok có thể nó đánh linh sinh nó lên trên này nó phản ứng đỉnh một hai phiên xong có thể tiếp tục tăng tiếp đó, đây là ETB mọi người nhá ETB tạo mẫu hình hai đáy trung hạn nhưng mà thời điểm bây giờ thì tôi nghĩ mọi người chỉ nên giữ đúng không? chứng khoán này dòng banh bất động sản thì ưu tiên là nắm giữ thôi Cái điểm mua chắc là thôi bởi vì nó mới tạo một đáy đặc biệt là dòng bất động sản đúng không? bất động sản là dòng banh đặc biệt là đang tạo một đáy nên mình ưu tiên là mình mọi người nắm giữ thôi chứ còn điểm điểm mua thì các bạn phải đợi thêm đúng không đợi thêm đấy còn nếu điểm mua thì các bạn cân nhắc dòng điện này là dòng dầu cũng được dòng điện dòng dầu cũng được đấy thì nếu mà nó giảm thêm một, một hai phiên đấy thì các bạn có thể cân nhắc dòng dầu thì giá dầu thế giới đang giảm mà nhưng mà tôi nghĩ rằng dòng giá dầu thế giới nó không giảm được dưới 100 đô đâu còn hôm nay thì nó có những lúc nó xuống 107 đúng không? rồi nó xuống 107 nhưng mà không xuống 100 đâu br nếu mà nó cứ đánh linh xình linh xình giảm từ từ thì thì lại khó mua. Nhưng mà nếu mà nó giảm theo kiểu sốc và thốc này thì có khi là sắp có điểm mua mọi người Sắp có điểm mua rồi nhá. BR. À, BVS thì thì giảm kiểu này thì có loại đánh đúng cái kịch bản của tôi. không? À, đánh đúng cái kịch bản của tôi. Thì những cái con này nhưng mà mình không ưu tiên là bắt những con này. Nếu mà mình bắt thì chắc chỉ canh BR thôi. Đấy thì BVS thì nhiều khả năng sẽ test đáy hai hai đáy trung hạn đúng như kịch kịch bản của tôi phân tích mọi người thì rất là sớm rồi đúng không đấy test đáy hai đáy trung hạn đấy cứ linh sinh lình sinh quanh vùng này này rồi để bắt đầu lần nếu mà dầu nó test được cái vùng 100 nó tốt đó, thì bắt đầu là nó từ ánh khoảng tầm sáng tháng 7 tháng 8 đấy thì, thì nó có một cái trận có thể là như này đấy, có thể trận là như này dòng dầu khí thì trong nhóm cũng đánh tích cộng mọi người anh T cộng vào cũng khuyến nghị công khai mọi người mua dòng dầu khí là hôm ngày 13 tháng 6 các bạn xem lại video ngày 13 tháng 6 nhá. Đấy mua của đánh T cộng đấy cái BR này. BR này anh Vũ anh cho mọi người mua và tôi cũng mua. À tôi mua nhưng mà tôi khuyến nghị trong các bạn trong nhóm lâu năm và các bạn trong nhóm riêng. Đấy là mua 2860 đấy. Anh Vũ thật ra anh có cái tin nhắn của tôi mua 2860. Đánh T cộng 3 này, về đúng T cộng 3 ngày 16 tháng 6 là chốt giá 33 30 đúng không? 3330 chốt như, đúng đỉnh gần gần đúng đỉnh này. giá cao nhất là 3350 đúng không? 3330 chốt thoải mái luôn không, mọi người nhé hôm đó kê lệnh cực kỳ nhiều luôn cái ngày 16 tháng 6 các bạn nếu mà theo dõi ký con bé R, hôm đấy kê cực kê, kê, lệnh cực kỳ nhiều 3330 cực kỳ nhiều luôn bán thoải mái luôn có lúc bán xong 3330 nó còn lên 3340 3350 lên trên vùng lấy rất là lâu lúc đấy tiền nó khỏe mà dòng tiền nó phô mô mà nó vào đánh đấy cho nên là Ok, dòng dầu mọi người nhé Dòng dầu thì chắc là phải đợi thêm Đợi thêm thì xem nó đánh như nào Sắp về những vùng mà có thể tham gia mua được rồi. Sắp về những vùng có thể tham gia mua được rồi Nhưng mà mua cũng chỉ đánh tích cộng thôi mọi người nhé Mua là đánh tích cộng thôi Chứ không có cầm, nếu mà cầm dài thì mình phải Theo dõi thật là kỹ cái vấn đề giá dầu Và cũng như xu hướng, có xu hướng của nó đang là xu hướng bị gãy mất cả những cái vùng hỗ trợ tốt rồi thì mình 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 phải theo dõi kỹ về mặt giá dầu thế giới nhá và thị trường chung nữa, oh, quan trọng là thị trường chung, thị trường chung bây giờ nó mới được test hai đáy trung hạn thì ok, nhưng mà nếu mà không được test hai đáy trung hạn mà nó nó về luôn vùng một nghìn một thì thì nó còn nhanh, ví dụ là hai ba phiên nó về luôn vùng một nghìn trăm đi, úp hẳn nó hòn hoi tử tế úp một phát cả dòng hưởng lợi cả dòng các thứ nó về luôn, giờ hai phiên mỗi phiên giảm tầm năm mấy điểm chẳng hạn đấy thì nó về luôn, Đó. bây giờ nó đang ở một nghìn một trăm bao nhiêu thì nó hai phiên mỗi phiên một phiên 30 một phiên 40 điểm đi thì về luôn vùng 1100 xong tạo đáy vùng đó mà đi lên một phát lên vùng, 1.300, 1300 1400 luôn thì đánh nó dễ. Còn cứ lình xài lình xình thì đánh đau đầu phết đấy. Nhá. Đây bây giờ đang vùng 1169 đúng không? Bây giờ đang vùng 1169. Đấy thì, thì thì nó khoảng tầm 70 điểm một phiên giảm 30 một phiên 40 điểm thì nó nhanh triển khai nhanh thì ok. Còn cứ lình xình nếu mà test hai đáy trung hạn thì Bất ngon không? Nếu mà test anh ngày mai xác nhận test hay đấy trung hạn thì tôi đánh giá ok và điểm mua cũng rất là nhiều mã có các bạn có thể tham gia. Ngày mai là ví dụ mà về test lại đúng cái vùng 1156 xong rút chân lên luôn đó. Đấy, xong bắt đầu là uh, cuối phiên là tăng tầm tầm là 1% chẳng hạn. Đấy. Nha thì ok, đây các bạn xem này, Nasdaq này, rùn, nó đang diễn ra mọi người. Nasdaq tăng 1,38%, tăng rất là tốt. cho nên là cái cái vấn đề mà anh index tôi nghĩ cũng có thể cái vấn đề test hai đáy trung hạn thành công ok đấy rất là nhiều mã banh cũng test hai đáy trung hạn thành công mà Đó, banh chứng thép, dầu khí bất động sản ok phân tích xong rồi mọi người nhé hôm nay chia sẻ là như vậy thôi các bạn muốn hỏi mã ngành nào thì các bạn bình luận phía dưới nhé có gì tối hoặc sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người như hôm qua nhiều bạn hỏi là anh người dòng chứng khoán này dòng đấy dòng chứng khoán này dòng banh đúng không? òng thép có giữ được không mọi người giữ thoải mái đi nó giảm sâu rồi chuyện hồi phục rất là bình thường rất là bình thường Đấy. anh em chia sẻ vui vẻ mọi người nhé chứ không phải là đùa gà lô vì gì đâu chia sẻ rất là thật tâm tôi làm việc có tâm tốt nhất là các bạn Đấy. trong cuộc sống mình tốt nhất là mình làm điều tốt các bạn đừng hạn chế mà các bạn cứ hại nhau làm cái gì cho đau đầu Đấy. mình cố gắng làm điều tốt nói ít làm nhiều Đấy. các bạn xem tam quốc xem thủy hử các thứ các bạn học đạo Phật hay gì đó tốt nhất là cứ lên làm được điều tốt và cũng hạn chế hại người tốt nhất là không nên hại người nhắc mọi người tốt nhất là không nên hại người cố gắng chia sẻ những cái điều có ích thành thật với mọi người là như vậy nếu mà các bạn mà có đủ các cái vấn đề trải nghiệm trong cuộc sống các bạn cứ giúp người ta đi kiểu gì thì các bạn cũng 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 đem lại được giá trị nhưng mà trừ cái, gặp những cái thành phần tiểu nhân thôi thì, thì mình mới sợ quân tử thì chả sợ đâu mà gặp tiểu nhân mới sợ mấy cái thành phần chứ còn đâu là các bạn thoải mái đi mọi người ạ tốt nhất các bạn cứ làm việc tốt giúp người đúng không bán bán đồ đạc gì thì cũng tận tâm về ví dụ các bạn bán đồ ăn chẳng hạn thì các bạn làm thật là ngon đi thì tôi giống giống tôi tôi hay các bạn các bạn đi ăn hàng quán thì mà quán nó cứ làm ngon kiểu gì mình cũng nhớ cái quán đó mình quay lại đấy Để cả hàng nước cũng vậy thôi Ừ, ví dụ phong cách phục vụ của nhân viên các thứ mà nó cứ niềm nở, chỗ không gian nó sạch sẽ thoáng mát, đồ ăn nó ngon thì mình kiểu gì mình cũng quay lại, ừ, kiểu gì mình cũng quay lại, thậm chí đi xa hơn một đoạn cũng được, ừ, đi xa hơn một đoạn cũng được, nhưng mà mình cứ ăn uống thoải mái, đủ ừ. quá thì niềm nở, không phải là thoải mái, mình, mình đi ăn những chỗ đấy rất là tốt cho nên các bạn cứ làm cái gì, mà cái công việc gì ấy, các bạn cứ làm một cách cố gắng hoàn thiện cho nó thật là, là tốt, Đúng không? hoàn thiện cho nó thật là tốt. Để phục vụ cho mọi người thì tôi nghĩ là thành quả của họ sẽ mọi người sẽ đến thôi nhá giống như tôi chia sẻ chứng khoán trên này và thành thật với mọi người chia sẻ rất thật tâm đấy. rất thật tâm đấy. tất nhiên là có những cái mã mà tôi mua nhưng mà tôi không khuyến nghị trên này đâu đúng không tất nhiên tôi mua tôi không nghĩ khuyến nghị này nhiều mã thanh quả nó thấp làm sao mà khuyến nghị công khai trên này được Phổ mô thậm chí cả trong nhóm có những mã tôi khuyến nghị có những mã tôi mua tôi không khuyến nghị đâu bởi vì là tôi còn phải quản trị rủi ro với cả Tôi là nhà đầu tư mà Tôi không phải kiếm tiền chứ Tôi kiếm tiền chứ Chia sẻ thì tất nhiên là ví dụ nhé Ví dụ tôi khuyến nghị mọi người mua um, Hoa sen chẳng hạn đấy. Tôi mua tôi, tôi mua làm kim chẳng hạn đấy Ví dụ như thế đấy, Ví dụ khuyến nghị mọi người hoa sen tôi mua làm kim Hoặc là ví dụ còn mua DIG tôi mua con xeo chẳng hạn đấy Ví dụ là như vậy Ví dụ là như vậy đấy, Tôi luôn chia sẻ, chia ra hai tài khoản Một tài khoản Đánh vui vui một tài khoản phải đánh chính Tôi luôn dành thời gian cho tài khoản chính tôi đánh Đánh tỷ trọng lớn thì phải như vậy Ví dụ mà tôi kể với mọi người tôi mua HAG các bạn có tin không? Các bạn có tin tôi mua HAG? Ngày mai tôi về thứ ba các bạn tin? HAG các bạn tin? Cho nên là các bạn Có những cái mã mà tôi sẽ không chia sẻ đâu Bởi vì là nó chia sẻ thì các bạn đấy ngay cả đi gửi sale thôi mà chia sẻ với các bạn còn bảo là lùa gà lùa vịt chạy là uh, ví dụ mình khuyến nghị mọi người hag thì thì, thì 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 các bạn còn nói thế nào nữa bởi vì các bạn không hiểu có những cái cơ hội nó về những cái vùng và nó phân tích kỹ thuật nó đạt chẳng hạn thì mình cứ thế mình mua thôi mình chả sợ gì đâu tôi thì tôi không sợ đâu như như dòng điện hay dòng dầu khí sắp tới mà có điểm mua tôi cứ khuyến nghị mọi người thôi Có bạn nào mua thì mua không mua thì thôi đúng không? tài khoản ở trong tay mọi người Quấn nghị là việc của tôi Còn mua hay không Đây là quyền quyền của mọi người không? Chia sẻ rất là thật tâm Ok, các bạn muốn hỏi mạng anh nào các bạn bình luận phía dưới Tối sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người Ok nhé